tiếp tục có ca dương tính trở lại với Covid-19 sau khi khỏi bệnh. Ngày 27 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiến hành theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm các bệnh nhân xuất viện sau khi điều trị Covid-19. Trong 47 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan này ghi nhận 2 bệnh nhân có kết quả dương tính vào ngày thứ 5 sau khi xuất viện. 2 trường hợp này là bệnh nhân 207 xuất viện ngày 18 tháng 4 và bệnh nhân 224 xuất viện ngày 20 tháng 4 được đưa vào Bệnh viện Dã chiến Củ Chi theo dõi điều trị. Đây là 2 bệnh nhân nam, quốc tịch Brazil, trú tại phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Các trường hợp này đều liên quan đến ổ dịch Ba Buda. Ngoài ra, bệnh nhân 151 xuất viện ngày 18 tháng 4 có tiếp xúc gần với bệnh nhân 207 cũng được chuyển vào Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để theo dõi. Ngoài ra, theo tin từ tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19, bệnh nhân 74 cũng được xác định nghi ngờ dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, khỏi bệnh ngày 10 tháng 4, về nhà cách ly tại Phú Thọ. Trong quá trình cách ly, bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở. Ngày 25 tháng 4, sau 14 ngày cách ly tại nhà, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, nghi ngờ dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2, được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Về tình hình giám sát người từ vùng dịch, tổng số trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố là 22 trường hợp. Trước đó, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, 5 bệnh nhân dương tính trở lại sau khi công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 188, bệnh nhân 52, bệnh nhân 149, bệnh nhân 137, bệnh nhân 36. Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Tiểu ban điều trị đã có công văn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các bệnh viện được phân công điều trị Covid-19 theo dõi xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người bệnh đã ra khỏi viện. Theo thông tin báo chí, nhiều nước cũng gặp phải tình trạng tương tự. Ngày 18 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hàn Quốc KCDC công bố 160 bệnh nhân dương tính trở lại sau trung bình 13,5 ngày xuất viện. Tổ chức Y tế Thế giới đang điều tra về các trường hợp này. Sáng nay, Việt Nam tiếp tục ghi nhận không có ca nhiễm Covid-19 mới. Theo bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, tính đến 6 giờ ngày 27 tháng 4, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 270 ca mắc Covid-19. Từ ngày 16 tháng 4 đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện 255 người khỏi bệnh, 45 người tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi, cách ly là 52.428, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 323, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 11.311, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 40.794. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với SARS-CoV-2 là 13, số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính là 3 ca. Các bạn cũng đừng quên theo dõi kênh YouTube của Sài Gòn TV để cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến của dịch Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới. Thank you.